gói 1 lít luôn. Rồi con cho nó mới đứng cái đứa nhỏ lo đeo quay đó. Quay luôn. Quay con chó rồi chính quay cái nhà luôn. Chó cắn không vậy? Chó cắn không vậy? Con bé kia đâu nữa rồi? Mấy cái xe chứ về trai luôn. Rồi nhà có như đây thôi đó nha. Ở nhà như đó đó. Ê, sức cỏ. Ơi, hello. 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 À, rồi. Thấy mà. Nó lấy cái nhà luôn. Đây là cái nóc cho con nhìn thấy cái nhà nó như này cái nó đỏ đó. Nhà là che mấy tấm bạc thôi. Xấu người ta về quê đập vui lên. Ừ. Bình thường, bình thường nào người ta đây nè. Con này nè. Con này vô quay luôn. Gom lại hết luôn, gom mấy đứa hết luôn, bỏ cái chỗ tròn ra. Đó, còn mấy đứa nữa ra hết luôn. Ra hết luôn. Có đứa ngủ đó. Đứa ngủ ngay, đứa ngủ dính đứa ngủ luôn. Ra cho dính cho sợ. Ờ, ngủ vậy luôn hả? Trời. Trời ơi, nhiều mối quá. Con nói là coi như là vay này sao không quay lại. Nè, hai đứa nhỏ này con có đứa nhỏ này quay lại. Đó. Trời ơi, có cái mối khác cho con xem nữa. Mở cửa ra chút. Hết rồi, hết rồi. Con hết rồi, đứa lên rồi luôn. Thấy rồi, còn đứa nào không? Còn một đứa đang ngủ nè. Trời, ngủ hay ghét không? Đứa nằm luôn, lấy hết cái nhầm luôn. Còn đứa đi gửi rồi. Rồi, biết rồi, lấy gửi biết rồi. Còn lấy hết cho nó đỡ luôn, lấy hết rồi. Rồi, cắt cái này đi ra. Đi ra chút. Nó đen lên. Mấy đứa cháu nằm ngủ hết rồi hả? Dạ. Ngủ hết rồi. Rồi mấy đứa cháu ngủ hết rồi. Con đang quay luôn á. À, con quay cận cảnh luôn, quay cận cảnh luôn. Quay bây giờ ngồi về sáng không con? Quay. Con quay luôn, quay cho nhìn thấy luôn. Mở đèn lên. Mở đèn lên đi con. Sao vậy? Đừng lên gái rồi ơi. Không được. Tao thương thấy đường. Không thấy đường rồi. Rồi. Bây giờ con quay cận cảnh cái chú này. Quay chỗ này con quay ngay thẳng cái chú này nè. Rồi con quay cho dính út luôn. Rồi có nghĩa là bây giờ tao hỏi ra mày chỉ tới đó. Dạ. Nói tới đó. Cái trường hợp của con nè bây giờ tạm chú ở đâu? Dạ, giờ con không có chỗ tạm chú nữa. Rồi trước kia nhà ở đâu? Nhà con ở đường Hàm Tử á. À. Dạ. Không có tạm trú rồi bây giờ về dạ. Bên đây ở cái trò này cũng không tạm trú dạ, luôn không có tạm trú luôn bây dạ. Giờ không dính vô đâu hết trơn phải dạ. Không thì bây giờ có nghĩa rằng bây giờ ở đây là cái trò người ta giống như là cho mình ở người ta thấy mình có cho dạ. Ở phải không à. Thì cái trường hợp giấy tờ đã biết rồi để quay dẫn dạ. Cho người cho cái người khác để xem sao dạ. Rồi bây giờ có nghĩa khám đâu đó đàng hoàng rồi chơi bây giờ dạ. Mua thuốc thì không có tiền mua đúng không dạ. Đó à, rồi thôi bây giờ chỉ nói con vậy đó quay dạ. Gọi cho người khác rồi người khác đang chứ tờ rồi biết anh ta lên đi. Ta đi lên tới mà bà Tô Thị Mỹ Châu gì mà hội thành mối rồi mà ta điện báo cô bắt máy. Ta thấy là lời nhắn rồi. Ta đó giờ cho ta đi chạy lên đó. Đúng không? Rồi mày tôi đắc gọi là có mấy chục cột luôn. Không ai bắt máy trơn. Mấy con nghe nè. Tin ta chưa tin mình lắm. Tại tao mày biết nghe mà tao không có biết. Con thấy bây giờ muôn mặt muôn màu lừa đảo nhiều lắm. Đó cho nên vấn ở đây rồi con cái đi.
tao có bữa sáng chứ, về bữa sáng buổi chiều còn phải đi làm. Dạ. Tao còn cuộc sống gia đình nữa đó Út. Dạ, dạ, con biết Út giúp không? Con Út giúp con bằng bằng cái lòng, bằng cái xe cộ. Dạ. Chứ còn những cái tinh thần thôi. Dạ. Còn những khả năng người khác nó giúp đỡ con. Dạ. Rồi giờ không chính đâu hết trơn phải không? Dạ. Rồi rồi giờ vậy đi, giờ thôi vậy đi, con nhìn thấy không? Đấy, đang quay mà con nhớ đó. Thì bây giờ đó hoàn cảnh nhà vợ vậy đúng phải không đó, đó. Đang nghe tiếng nói chứ phải không? Nghe, nghe, không nghe. Có nhà nha. Ừ. Nhà hầm tử mà giải tỏa hai mươi mấy năm rồi, bây giờ không có dính vô đâu hết trơn, không dính có chỗ nào hết trơn á, không dính nữa. Tạm trú con không có, mà hộ khẩu chỉ còn có chứng minh vậy thôi. Nó quay cận cảnh cho nhìn thấy nè, nhìn thấy rõ chú này phải thấy nha con. Thấy, thấy, thấy rõ. Ừ, đó. Nó còn quay cận cảnh với nhà cửa, nó vậy đó. Đó, quay cận cho người khác. Yeah. Rồi đồng thời tao có số điện thoại gọi 4 năm cuộc luôn mà giống như yeah. Chắc tải nhiều quá, anh tao bắt máy quá tải rồi. Yeah. Quá tải, yeah. Quá nhiều. Yeah. Nhưng mà trước giờ mua bắt máy ta, ta xin cái địa chỉ. Bởi biết không, ta sợ ta xin khi cho yeah. Ta quên cái tên họ bảo giờ hội tổ quốc mặt trận của đó người nghèo đó, cái đầu yeah. Ta sợ ba cái điện thoại tôi vô, tôi bước vô gọi bao cổ ai bắt máy chưa? Yeah. Quá tải. Quá tải. Dạ, cảm ơn ông ơi. Rồi mày đi, tao nói mày yeah. Nghe. Tao dự định tao cầm yeah. Hồ sơ mà tao chạy lên cái chỗ mà đại học bây giờ tao hỏi nè, bây giờ trường hợp này nè. Yeah. Bây giờ bác sĩ có cho tôi biết là cái người nào giúp đỡ tôi chạy tới đó, tôi xin cái số, tôi xin tiền nó mua cái hoa thuốc này. Tao tính lên tới đó nữa đó, mà nãy giờ mưa đó. Yeah. Rồi thôi tao đó phân cách rồi. Rồi 1 lít luôn. Rồi con đi xuống rồi. Đang mới sáng nữa. Đang quay đến nó quay đứa nhỏ là đang quay đó. À quay đó, quay luôn. Quay con chó rồi dính quay mấy cái nhà luôn. Chó cắn không vậy? Chó cắn không vậy? Con bé kia đâu nữa rồi. Mấy đứa nghe ngủ rồi. Luôn á. Thấy cái xe chứ về chạy luôn. Rồi nhà có như đây thôi đó nha. Nhà như đó đó. Ê, sư cả. Ơi, hello. 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 À, rồi. Thấy mà. Đây gà cái nhà luôn. Đây là cái nóc cho nhìn thấy cái nhà nó nhìn cái nó đỏ đó. Nhà là che mấy tấm bạc thôi. Ủa, chứ không phải ông cái số hả? Ông số người ta về quê đập chưa lên. Bình thường là bình thường ấy, trong ấy thì... Cô bình thường này ra đây nè. Con bằng anh. Đó, nè, con này đâu đây. Con 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 khéo nữa. Gom lại hết luôn, gom mấy đứa nó lại hết luôn, bỏ cái cửa tròn ra. Đó, bỏ cửa tròn. Còn mấy đứa nữa ra hết luôn. Ra hết luôn. Có đứa ngủ đó. Đứa ngủ ra, đứa ngủ dính đứa ngủ luôn. Ra cho dính cho cộng cả. Ngủ gì luôn hả? Dạ. Trời ơi, nhiều mối quá. Con nói là coi như là đây là sao không sao? Nè, mang cái đứa nhỏ này vô, cái đứa nhỏ này quay lại. Đó. Trời ơi, có cái mối khác cho nó xem nữa. Mở cửa ra chút. Ôi hết chưa coi phim mà coi gì đây. Con hết rồi, đứa nó lên luôn. Trời, thấy rồi. Còn đứa nào không? Còn một đứa đang ngủ nè. Trời, ngủ thấy ghét không? Còn đứa nằm luôn, nó hết cho nhà luôn. Còn đứa đi gửi rồi. Còn đứa đi gửi rồi. Rồi, biết rồi, đứa gửi biết rồi. Còn lấy hết cho nó đỡ luôn, lấy hết luôn. Rồi, cắt phim này đi ra. Đi ra chút. Hả đèn lên. Mấy đứa cháu nằm ngủ hết rồi hả? Dạ. Ngủ hết rồi. Rồi mấy đứa cháu ngủ hết rồi.